Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở khu vực ngã tư Bảy Hiền. Con đường Trường Chinh này là ngày xưa là Phạm Hồng Thái. Phía trước bên phải có con đường Nguyễn Bá Tồng. Chạy tới thì chúng ta có con đường Hoàng Văn Thụ và Lý Thường Kiệt. Hoàng Văn Thụ năm xưa là Võ Tánh, gia đình Lý Thường Kiệt năm xưa là Nguyễn Văn Thoại. Anh chị có thể thấy là hình ảnh của ngã tư Bảy Hiền hiện tại bây giờ đang xe rất là đông thưa anh chị. Ở đây thì người ta giải tỏa để làm cái tuyến metro số 2. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không biết tới khi nào mới khởi công đâu. Tiếp tục sẽ có một cái dự án gọi là thập niên á. Dự án trải qua nhiều thập niên. Anh chị thấy cái đường dây điện của nó sập sệ thấy ghê không? Chú cha một mớ bụi nhùi dây điện ơi. Chạy tới phía trước để anh chị xem cái đường dây điện này nó gớm thì thử luôn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và nhiều sức khỏe. Bây giờ chỉ mới có 10 giờ kém 5 phút ngày 20 tháng 7 năm 2022 thôi anh chị. Và cái thời tiết thì nó có phần âm u, buồn buồn. Một số nhà ở đây người ta vẫn chưa đập này. Chắc là chưa có đồng ý giá. Còn đa số đây là đập rồi. Rồi anh chị có thể thấy cái đường dây điện ở phía trên gì nhớ hại hùng thiệt chứ. Là anh chị ghê. Đây là đường Nguyễn Bá Tồng. Đây là cái nền của một cái nhà cũ xưa nè, gạch còn xanh xanh. Còn anh chị có thể thấy là dòng xe ở ngã tư Bảy Hiền đang khá là đông ha. Trời ơi, cái cục điện ở đây nó gắn cái chùm dây điện này bảo đảm là nó mai mốt nó ngã như hôm bữa bên quận 7 nữa. Thấy ghê quá. Hại hùng thiệt chứ. Núi, cái núi dây điện ở đây dài thòn lòn tới ngã tư Bảy Hiền luôn. Dòng xe đang khá là đông. Rồi người ta đang đào bới gì ở ngay chỗ này. Sáng nay thì chắc là em mời cô bác anh chị đi dạo trên đường Lý Thường Kiệt. Chúng ta tạt ngang một chút chợ Tân Bình, chợ thị thời trang lớn nhất Sài Gòn. Rồi cột điện này nó mà biết nói chắc có lẽ là chửi chết luôn anh chị. Em đã đùa cho vui thôi. Và phía trước anh chị đang nhìn thấy đó là bệnh viện Thống Nhất ngày hôm nay. Ngày xưa nó là bệnh viện Vì Dân. Bên trái là trường Nguyễn Thượng Hiền. Anh chị có thể vào trái qua Lăng Cha Cả anh chị ha. Những cái cảnh vật quen thuộc ở đây ngày hôm nay thì chắc là có lẽ chỉ còn lại cái vị trí nha, bệnh viện Vì Dân thôi. Qua bên kia khỏi bệnh viện Vì Dân thì chúng ta có cái thư xá Tự Do. Còn bên trái trường Nguyễn Thượng Hiền ở đây thì có cái mảnh đất chăn nuôi, khu chăn nuôi ngã tư Bảy Hiền năm xưa. Bây giờ thì nhà cửa mọc lên san sát rồi anh chị. Em sẽ mời cô bác anh chị quẹo bên phải hướng này. Chúng ta cùng nhau chạy về chợ Tân Bình. Đây là Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Bên phải em ở đây là đường Võ Thành Trang. Khu vực này thì anh chị có thể nhìn thấy nè, người ta bán đồ motor, rồi máy hàng, rồi máy cửa xe, máy cắt cỏ, các cái loại máy, máy công nghiệp, máy cơ khí rồi đó anh chị. Bạc đạn rồi đó, quạt gió, quạt hút, đồ cơ khí ở ngay cái vị trí này, khu Tân Bình, khu Lý Thường Kiệt, Tân Bình. Ống nước. Xe, dòng xe rất là đông anh chị thấy không? Bên phải em có con đường tái thiết, chỗ mấy cái motor rất là to, dạng cái máy phát điện đó anh chị. Phía trước đây chúng ta có cái mũi tàu, bên phải là con đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh năm xưa. Chúng ta chạy về hướng của Lạc Long Quân, Âu Cơ, Đầm Sen rồi đó. Còn bên trái thì chúng ta có con đường Lý Thường Kiệt là Nguyễn Văn Thoại, chạy về chợ Tân Bình.
Và bây giờ thì em mời cô bác anh chị chúng ta xi nhan trái. Chỗ này em chạy nhanh một chút anh chị, đường này nó giao nhau đó. Rồi hôm nay thì có thể là sẽ mưa, theo cái dự báo thì sẽ mưa trên diện rộng trên cả nước. Rồi em chạy vào con đường Lý Thường Kiệt. Đường Lý Thường Kiệt năm xưa thì rất là nhiều cái rừng, cánh rừng cao su, những cái trại gia binh. Ngày hôm nay thì nhìn lại chúng ta thấy là rất là nhiều nhà cửa xung quanh san sát nhau. Ở đây vẫn như vậy anh chị, người ta bán nhiều máy phát điện ha. Máy phát điện, motor, rồi hàng cơ khí hạng nặng không á. Ở đây chúng ta có con đường Tân Tạo về chợ Tân Bình, anh chị thấy là bắt đầu chúng ta thấy những cái dãy nhà và quần áo như thế này. Em ghé một chút về con đường này. Quần áo vẫn treo rất là nhiều, những cái mặt tiền nhà ở đây anh chị ha. Nhưng mà cái cảnh vật nó buồn thiêu nè, cũng héo queo chợ Tân Bình đó. Bên phải đây là đường Tân Xuân. Đi ra lại ngay chỗ đường Hoàng Văn Thụ đó anh chị. Ở đây quần áo họ bán nhiều lắm, giá nào cũng có. Áo 15.000 luôn kìa, áo thun hai em được, cũng rất là đẹp anh chị. Khu vực chợ Tân Bình là nổi tiếng, không chỉ riêng ở Sài Gòn đâu, mà cả nước luôn. Và người ta có một cái câu nói mà nghe là biết luôn anh chị, hàng này đâu, hàng Tân Bình là biết rồi đó. Hàng bán chợ anh chị, hàng bán chợ, những sạp bán chợ người ta cũng gọi là hàng Tân Bình. Rồi ở đây thì em quẹo qua con đường Hoàng Văn Thụ anh chị nha. Đó, cái khu cơ khí máy móc, cô bác anh chị muốn tìm những cái đồ liên quan tới motor, máy cắt cỏ hoặc là sửa chữa cái gì máy bơm cứ đi về đây. Nhiều loại máy lắm anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quẹo bên trái để tìm về con đường để khu vực chợ Tân Bình. Trời chút xíu nữa coi chừng mưa mà khoảng chừng 11-12 giờ cũng mệt lắm anh chị. Ở đây người ta bán ép, gỗ ép nhiều, quần áo ngày hôm nay thì nói chung là cũng thắt lưng buộc bụng anh chị, ít mua lắm. À, bên phải em là đường Mạnh Hiền với giáo xứ Phú Trung. Ngay cái góc này chị ha. Đường Mạnh Hiền giáo xứ Phú Trung. Và bây giờ em sẽ băng qua cái ngã ba này. Rồi ở đây thì em quẹo trái vào con đường Tân Họ. Thank you.
Tân Thọ ha. Trời ơi, hàng Tân Bình, chợ Tân Bình mà trời mưa thì hơi bị mệt đấy. Mưa này dọn hàng là đuối luôn anh chị. Tân Thọ hàng trưng ra ngoài quá trời luôn, mà mưa khá là chạy mệt. Về đây thấy sắc màu anh chị ha, chói lóa một vùng xanh đỏ tím vàng. Những cái nhà ở đây lúc mà vừa mới dịch xong thì trời ơi, cái làn sóng trả mặt bằng, bây giờ thấy người ta buôn bán lại như thế này, mở ra hết như vậy thấy cũng vui anh chị. Có điều ngày hôm nay thì cái tình hình buôn bán chung chung là nó cũng rất là ế ẩm như thế thôi, chứ cũng không có nơi nào mà nó nhộn nhịp sung túc hơn nhiều đâu. Đây là đường Tân Xuân đó anh chị. Chợ Tân Bình đó, thì ở bên mé tay mé em đang chạy đây, nếu mà đứng từ mặt chợ nhìn vào á, cổng chính đó, thì bên phải là bán quần áo, bên trái thì thường người ta hay bán vải, các cái kho vải và những cái phụ liệu cho cái ngành may mặc như cúc áo, dây kéo hay là khuy gài. Ở đây là con đường Lý Thường Kiệt đó anh chị, giao với Tân Thọ. Ngày xưa là Lý Thường Kiệt là Nguyễn Văn Thoại đây. Xe ở đang khá là đông anh chị, xe tải nhiều lắm. Và đường Lý Thường Kiệt này thì nó nhỏ, có chút xíu à, chắc có lẽ nó cũng không lớn hơn ngày xưa bao nhiêu đâu. Và thế là dòng xe thì thường từ 1 giờ này thường hay bị kẹt lắm, 10 giờ chắc, 10 giờ trưa này kẹt nhiều lắm. Anh chị có thể thấy là khu vực này thì xe tải ra vào nhiều để người ta lên xuống hàng, chợ thị thời trang mà. Rồi em và anh chị chạy với em một đoạn tiếp tục bên mé tay phải đây ha, sau quẹo vào cái chợ Tân Bình cổng chính ở ngay cái khu này nè anh chị. Ngày trước là chỗ này nó rất là nhộn nhịp á, đông đúc, tòa nhà này lên xuống hàng liên tục luôn. Rồi bây giờ anh chị có thể nhìn thấy là vẫn chưa có khôi phục được ha. Đây là đường Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân. Còn đây là đường Tân Xuân nè anh chị. Trời có vẻ muốn mưa rồi đó. Tân Xuân, em quẹo trái lại qua Tân Thọ nha. Ở đây có một con hẻm. Rồi ông chở hàng để ông qua. Đây con hẻm bên tay trái của em này, đường Tân Lộc. Đó, bên phải là đường Tân Lộc. Còn con hẻm nó bên tay trái này, chúng ta vẹo một tí vào đây. Trong này khách khứa vắng queo, không có ai mua hàng nhiều. Vâng, anh chị ha. Bây giờ 10 giờ thường thường đông, chợ đông, trời đổ cơn mưa. Wow. Em ở trái đây anh chị.
đi chợ lấy hàng. Rồi em chạy ra lại con đường Lý Thường Kiệt. Đây là con đường Lê Minh Xuân đó. Rồi em gọi phải ở đây anh chị nha, xuống đường Lý Thường Kiệt nè. Chợ Tân Bình. Còn đường Lý Thường Kiệt và cái giờ tầm 10 giờ này là xe đông lắm. Em tạt vào bên phải một tí nữa thôi, vào chợ Tân Bình một tí nữa thôi, ra và ra mời cô bác anh chị chạy con đường Lý Thường Kiệt này hướng về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toàn ngày xưa đó anh chị. Bên này thì bán vải là chủ yếu ha. Sạp bán vải bên trái của em này, nó nói về bán vải thì ở Phú Thọ Hòa là số 1 kho vải luôn chị. Trời Sài Gòn đang dần tối sầm lại luôn. Đây là những cái hình ảnh của xóm chợ Tân Bình. Bây giờ trước khi ra đường Lý Thường Kiệt chắc là em sẽ loanh quanh trong cái khu xóm xung quanh chợ, cập nhật cái tình hình cuộc sống của bà con mình ở đây như thế nào, có gì thay đổi hay không. Gì? Ở đây bên trái thì chúng ta quẹo ra đường Hoàng Văn Thụ anh chị ha, Võ Tánh ngày xưa đó, hay là ra Lạc Long Quân rồi đây. Lạc Long Quân rồi anh chị, Lạc Long Quân. Đường Lạc Long Quân này thì nối thẳng là về bên Hoàng Văn Thụ bên phải đó. Bên trái đây Lạc Long Quân là anh chị chạy thẳng về đường Âu Cơ, Âu Cơ Lạc Long Quân. Xe rất là đông anh chị. Chợ mà là chợ sỉ nữa, ra vào ta chợ hàng rất là nhiều á, liên tục á. Ôi đường xá xe quá trời anh chị thấy không. Em quẹo trái anh chị, đường Phú Hòa,
đường Phú Hòa có chút xíu rồi nè. À, Phú Hòa đây anh chị. Đường này nhỏ xíu thôi. Ở đây là chạy ra lại chợ, còn bên phải đây là đi vào hẻm cục rồi. Đường Phú Hòa. À, có một chút xíu thôi, cũng là một con đường đó anh chị, mang tên đường thì giá nó sẽ khác rồi, hẻm thì giá khác và đường nó thêm mấy chục triệu nữa. Đây người ta có bán rau củ luôn, em quẹo con đường Tân Tiến anh chị. Đường Tân Tiến này, trời ơi đám mây lớn đó. Đây là cái chợ anh chị, Phú Hòa. Ủa? Bên trái thì Tân Tiến, bên phải Phú Hòa sao? Mi Tân nữa hả? Trời sao đường nó lộn xộn quá vậy? Trường tiểu học Trần Văn Ơn. Đây là cái xóm xung quanh chợ Tân Bình. Bên trái thì anh chị chạy ra đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại đó. Đi thẳng ở đây thì nó là một cái chợ tự phát thôi. Cuộc sống bà con Sài Gòn mình bây giờ ở Sài Gòn tính ra anh chị thấy những cái khu nhà biệt thự trăm tỷ rồi này nọ, thật ra là cái số nó không có lớn, số nó không có đông đâu. Còn cái phần đông cuộc sống của bà con mình là nó vẫn còn bình dân lắm anh chị, vẫn còn gọi là cũng còn nghèo lắm. Cá bóng rồi. Đường này đường Tân Phước, đi thẳng thì anh chị đi ra đường này Lý Thường Kiệt rồi đó. Đây là đường Đông Hồ ha. Quẹo qua đường Đông Hồ. Nhiều khi đi quay khu nhà giàu mình thấy nó rất là đã anh chị. Nhưng mà thực tế cuộc sống của bà con ở Sài Gòn mình thì chủ yếu là thu thống như thế này đó, chứ cũng không có quá nhiều những cái người giàu. Còn những người mà giàu thì rất giàu anh chị. Em quẹo con đường Đông Hồ này ha. Đông Hồ đây nè. Ở đây có con đường, có cái bụng binh nhỏ xíu, nên là đường Thành Mỹ. Có cái bụng binh ở đây. Bên trái thì chắc quẹo ra đường Lý Thường Kiệt rồi. Thành Mỹ ở đây là khu nào? Đông Hồ, Thành Mỹ. Em quẹo qua bên phải con đường Thành Mỹ cơ. Đây khu nhà ngon lành nè. Người ta cũng bán vải đồ gì đó anh chị. Cái khu này thì em hầu như là chưa có đi. Nó thuộc phường 8 quận Tân Bình. Bên trái đây thì có một cái khu nhà cũ xưa, không biết là cái gì đây. Thành Mỹ. Cô bác anh chị có hình dung được cái khu này không ha? Ngày xưa nó như thế nào? Siêu thị vật liệu xây dựng cũng bỏ hoang luôn à. Con đường này có vẻ như nó không có nhộn nhịp lắm, nhà cửa ở đây người ta cũng ít buôn bán lắm anh chị. Đây có con hẻm 55. Nhìn nhà ở đây đã quá anh chị. Với con hẻm dường như vừa mới tráng nhựa luôn. Em chạy vào một chút coi. Chạy vào một chút rồi quẹo ra. Đó, con đường con hẻm rất là đẹp ha. Sạch sẽ, cao ráo. Nhà cửa ở đây cũng toàn là mới xây không. Trời, cái khu này cũng ngon lành anh chị.
xóm nghèo rồi giờ qua xóm giàu. Giàu thì ở Sài Gòn mình không quá nhiều, nhưng mà dạng trung trung á, khá khá, rất là nhiều anh chị. Cái trước đây như có một cái chùa phải không anh chị, cái kiến trúc ở đây này. Đúng rồi, đây là chùa. Vô ưu tư hay là vô ưu tự, phàm làm việc gì cũng hãy đến, cũng hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước chùa thì có một cái câu như vậy. Đây là cái con hẻm 55 đường Thạnh Mỹ, Tân Bình anh chị. Con hẻm này khá là đẹp và được tráng nhựa sẵn hoi luôn anh chị ha. Xe hơi chạy được. Ngày hôm nay thì ở Sài Gòn mình rất là nhiều người, người ta hiến đất mặt tiền để mở hẻm ra cho rộng thành con đường hoặc là những con hẻm to như thế này. Mấy ngày hôm nay báo chí cứ đặt câu hỏi vì sao ở Sài Gòn lại có cái xu hướng hiến đất mở hẻm như vậy, không cần tới bồi thường, không cần tới bồi thường, tức là nhà nước mình không có bồi thường anh chị, người dân người ta tự mở, tự hiến đất mặt tiền để mở hẻm ra. Mấy hôm nay thì có những cái bài báo viết rất là hay. Đa phần vô bình luận đọc thì tại vì lý do là do người Sài Gòn hào sản. Ở đây con đường gì đây, em gọi trái à, con hẻm của Lý Thường Kiệt à, có tan, chắc là người ta nhắc cho xe hơi biết cái đường này thì xe máy chạy được. Ở đây cũng có như một cái chợ anh chị ha. Đây mình ra cái chợ gì đây, hẻm Lý Thường Kiệt, ở đây là một cái chợ luôn rồi, nó bán rất là nhộn nhịp. Lâu lâu mình đi, em đi như vậy em thấy cũng lạ lắm, không biết là đây có khu chợ luôn. Chợ gì đây, đây à, chợ Tân Hưng á, chợ Tân Hưng. Con đường này là con đường là con hẻm của Lý Thường Kiệt, chợ Tân Hưng nên chị. Hôm nào mà anh chị đi dạo chợ Tân Hưng thôi. Hôm nay thì em chủ yếu đi đường, đi chợ Tân Bình và xóm hẻm đường Lý Thường Kiệt, huyện Văn Thoại đó. Nhưng mà lạc lạc qua cái khu chợ Tân Hưng này cũng hay. Cái này là ra đường Lý Thường Kiệt đó anh chị. Đi như thế này không biết là cô bác anh chị có hình dung được hay không. Con đường này cũng lạ. Đường Lý Thường Kiệt kể ra là nó có rất là nhiều hẻm hóc luôn anh chị. Đây là vẫn là con hẻm, hẻm này là hẻm 373. 373 Lý Thường Kiệt anh chị nha. Anh chạy dọc đường mà anh hát to quá. Đây là con đường Thành Mỹ đây, lúc nãy nếu mà em đi thì là đường Thành Mỹ đây. Ra tới đây. Ở đây thì chúng ta chạy ra tới đường Lý Thường Kiệt rồi đây này anh chị. Chỗ này là vẫn là quận Tân Bình. Chắc là có dừng gần khu vực cư xá Lữ Gia quá. Đó em ra lại Lý Thường Kiệt đây này anh chị. Bên trái thì anh chị quẹo về, về lại ngã tư Bảy Hiền chợ Tân Bình. Bên phải thì quẹo xuống một trời nước luôn anh chị, đen thui. Ở đây là trường Nguyễn Thái Bình. Bên phải em nè, trường Nguyễn Thái Bình. Về gần ngay chỗ khu cư xá Lữ Gia rồi. Tân Trang. Trong cái mùa dịch năm rồi em đi rất là nhiều nơi.
cập nhật tình hình. Bây giờ hết dịch rồi, không còn những cái rào chắn nữa, nhưng mà mỗi khi chạy ngang những cái khu vực mà ngày xưa người ta giăng dây đó, bây giờ em vẫn còn nhớ như in luôn á anh chị, không phai mờ đi một tí nào cả. Ở đây là bên trái là con đường Bắc Hải, Thành Thái chứ anh chị, Thành Thái đi ra Bắc Hải, hay là Bắc Hải đi ra Thành Thái mới đúng. Bắc Hải, khoan để em xem thử coi, nhiều khi với em lộn nữa. Gì đây, cửa xe. Ủa, hôm nay sao nhìn nó lạ quắc vậy nè. Bên phải thì vô cư xá Lữ Gia anh chị, bên trái qua khu Bắc Hải, khu vực cư xá Sĩ Quan Chí Hòa ngày xưa. Đúng rồi. Tự nhiên cái em nhìn cái cạnh này sao em thấy nó lạ quắc như thế này, không nhận ra luôn. Phải bình tâm một tí mới nhận ra khu vực này là cư xá Bắc Hải anh chị, bên trái nè. Rồi bên phải thì vào cư xá Lữ Gia. Gần gần thôi chứ cũng chưa có vào cư xá Lữ Gia đâu. Đi thẳng con đường này thì chúng ta đi ngang trường đua Phú Thọ và chạy về con đường 3 tháng 2, ngày xưa là Trần Quốc Toản đó anh chị. Có cơn mưa này là đây, cơn mưa này ngon đây anh chị, mát mẻ quá, mưa một cái cho đời nó mát. VinFast VF E34. Hôm qua hôm kia em mới thấy một chiếc bị chết máy nằm ở trên ngay cái khúc Đồng Văn Cống, gần cao tốc Long Thành Dầu Dây anh chị. Thấy xe cứu hộ đưa về, em nghĩ chắc có lẽ là hết pin. Chứ xe mới vừa chạy chắc, với lại xe điện nó không có động cơ nhiều giống như xe xăng, nên chắc là nó khó để mà hư cái lặt vặt lắm, chắc là chỉ hết pin thôi. Đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay rất là nhiều người đang băn khoăn về vấn đề xe điện ở Sài Gòn mình. Phía trước đây là chúng ta sẽ đi tới cư xá Lữ Gia, và có con đường cắt ngang đó là con đường Tô Hiến Thành bên trái và cư xá Lữ Gia bên phải. Và chắc là em cũng sẽ tạm dừng các clip ở đây thưa anh chị. Sáng hôm nay thì chạy ngang khu vực chợ Tân Bình, lang thang một vài con đường, con hẻm xung quanh để cô bác anh chị đi dạo phố. Thời tiết bây giờ chắc có lẽ là Sài Gòn mình sẽ đón cơn mưa phía trước anh chị, lớn hay không thì em cũng không biết. Nhưng mà nếu kịp giờ thì em sẽ dạo mưa, dạo phố trong mưa, gửi đến cô bác anh chị những cái hình ảnh cơn mưa Sài Gòn. Rồi, em xin tạm dừng cái clip ở đây. Chúc cô bác anh chị và các bạn có những cái giây phút lang thang thật là thú vị. Bên phải của em ở đây là cư xá Lữ Gia anh chị ha, và bên trái là trường đại học ở Bách Khoa. Trường đại học Bách Khoa ngày xưa là trường đại học kỹ thuật Phú Thọ đó. Em cũng không nhớ hết cái tên, tự nhiên sao nó quên đục một xúc anh chị. Em nhớ lúc trước có đọc qua một vài lần rồi, cùng cô bác anh chị cũng góp ý chia sẻ rồi, nhưng mà tự nhiên đến hôm nay chạy đây quên, phải trường đại học Phú Thọ hay không, hay là trường cao đẳng, em cũng quên mất tiêu. Và hình như là Covid bây giờ làm cho người ta quên khá nhiều quá. Tội nghiệp cái con Covid anh chị, không biết là có phải không mà giờ ai quên cũng đổ thừa nó hết trơn. Trời ơi, đây có một cái bãi rác to quá, trước đường luôn. Trời, đủ thứ rác. Tại còn mình ngày hôm nay nói chuyện với anh chị là đi đâu cũng thấy rác, rác nhiều lắm. Rồi, em xin tạm dừng cái clip ở đây thưa anh chị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký để ủng hộ và cập nhật clip mới mỗi ngày thưa anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.